này là truyện đọc nha, nhưng mà nó tương tác rất là hay luôn, thiết kế khá là chắc chắn nè. Ở đây mình sẽ có cái pop up nè, rồi mở lên đây là thêm một cái pop up nữa. Đây mình sẽ có kéo đẩy nè, rất là mới. Bên này còn có chuyển động biến hình. Ở đây thì sẽ là cái lớp plastic trong suốt, thiết kế mang lại hiệu ứng 3D á. Đó, nó như vậy nè, rất là dễ thương nè. Đẹp quá. Trời, cái hình này dễ thương quá, con kangaroo nè. Rồi đây là chuyển động. Dễ thương chưa? Rồi đây bị thương, treo cái giò nó có cái sợi dây nữa nè. Rồi sang bên đây là một cái pop up. Dễ thương quá.